đi tìm hiểu tiếp ngữ pháp của bài 11 trong bộ giáo trình Minna No Nihongo. Nhưng trước khi đi vào ngữ pháp của bài 11 thì các bạn đã chắc chắn rằng mình đã học qua ngữ pháp bài 10 do Sensei trình dạy rồi nhé. Nếu như các bạn đã học qua ngữ pháp của bài 10 rồi thì mình sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu bài 11. Trước khi đi vào ngữ pháp của bài thì cũng như bài trước, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu từ vựng một lần trước nhé. Hãy ikimasu. Từ vựng đầu tiên mình học trong bài 11 này đó là một loại quả đúng không? Quả quýt. Quả quýt trong tiếng Nhật sẽ đọc là mi cằm. Hãy chikinoe. Bước tranh tiếp theo mình sẽ học về giấy. Giấy sẽ là kami. Có con sẽ là kodomo ga imasu. Ở Nhật thì sao? Ở Nhật sẽ có cách nói là nihon ni imasu. Chigi kakarimasu là tốn hoặc là mất. Mình đi từ Osaka đến Tokyo hết bao nhiêu tiền thì các bạn hết 1 man yên đúng không? Tốn 1 man yên thì mình sẽ là dùng động từ là kakarimasu nhé. Nghỉ việc ở công ty thì sẽ là kaisa o yasumimasu. Du học sinh thì sao? Du học sinh có tên tiếng Nhật là ryugakuse, cho từ lưu học sinh đúng nhỉ? Âm hàm sẽ là lưu học sinh đúng không? Thời tiết đẹp nhỉ, anh chị đi ra ngoài đấy à? Đây là câu hội thoại rất là thông thường mình hay sử dụng nên các bạn hãy nhớ nhé. Thời tiết đẹp nhỉ sẽ là itenki desu ne. Anh chị ra ngoài đấy à sẽ là odekake desu ka. Cả câu đầy đủ sẽ là itenki desu ne, odekake desu ka. Tiếp theo là câu chào khi mà người đi ở nhà đi ra ngoài thì người ta sẽ dùng từ itte irasai. Còn người ở nhà chào người đi sẽ là itte marimasu. Nên từ tiếp theo đây là tên một loại đồ ăn đúng không? Loại đồ ăn đây là bánh sandwich và từ tiếng Nhật sẽ tương tự như vậy sẽ là sandoichi. Chữ ghi tiếp theo là bưu thiếp sẽ là hagaki. Đây là bằng gia đình đúng không? Trong đó có bố mẹ và anh chị em. Bố mẹ thì sẽ đọc là ryoshin. Anh chị em sẽ là kyōdai. Phong bì sẽ là futo. Chữ âm ở đằng sau chữ phư và chữ tô nên là mình đọc cả chữ phư và chữ tô kéo dài nhé. Sẽ đọc là futo. Kem đúng không? Kem sẽ là ice cream. Trường âm ở đằng sau chữ y, ri nên là mình sẽ đọc chữ ri kéo dài ra ice cream. Cơm cà ri sẽ là kare rice. Tem kitte. Tiếp theo là một loại quả nữa. Trước vừa rồi mình học quả quýt thì bây giờ mình sẽ học quả táo. Quả táo sẽ là ringo. Đó là những từ vựng quan trọng có trong bài 11. Các bạn hãy học thuộc thật là kỹ để mình có thể sang phần ngữ pháp học được trôi chảy hơn nhé. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã học thuộc thật kỹ từ vựng bài 11 rồi thì tiếp theo đây mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần ngữ pháp. Ở trong ngữ pháp của bài 11 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi học về 4 nội dung ngữ pháp chính. Nội dung đầu tiên thì mình sẽ học về lượng từ trong tiếng Nhật thì sẽ có cách đọc như thế nào, cách đến như thế nào. Đó là một ngữ pháp đầu tiên. Một ngữ pháp thứ hai thì mình sẽ cùng dùng học về cách dùng của những lượng từ mà mình vừa học ở trên một ngữ pháp đầu. Xem cách dùng của nó thì sẽ được sử dụng như thế nào. Sang một ngữ pháp thứ ba thì mình sẽ có cấu trúc đó là lượng từ hoặc từ chỉ thời gian đi với trợ từ ni cộng với số lần và cuối cùng là cộng với động từ. Thì cái cấu trúc này sẽ dùng khi nào thì mình sẽ tìm hiểu ở một ngữ pháp thứ ba. Và ngữ pháp thứ tư cũng là ngữ pháp cuối cùng trong bài 4 thì mình sẽ học về lượng từ đi với đá kê hoặc là danh từ đi với đá kê thì sẽ mang ý nghĩa như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi vào mục đầu tiên đó là lượng từ trong tiếng Nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngữ pháp đầu tiên đó là lượng từ trong tiếng Nhật. Vậy lượng từ là gì? Lượng từ đó là những từ chỉ số lượng đúng không? Còn cách hình thành của nó thì sao? Cách hình thành lượng từ trong tiếng Nhật thì người ta sẽ quy định đó là số đếm cộng với hậu tố, trong đó hậu tố thì phụ thuộc vào tính chất hoặc là đặc điểm. Ví dụ như là các bạn hãy cùng nhìn vào màn hình nhé. Ở người thì người ta sẽ dùng lượng từ đó là nin để chỉ số người đúng không? Còn cái thì sao? Người ta sẽ dùng là số đếm cộng với chữ.
Tờ thì những cái vật mỏng như là tờ giấy hoặc là bưu thiếp thì người ta sẽ dùng với số đếm cộng với mai. Mai, ví dụ chúng ta sẽ có một, ở bài 10 thì mình sẽ có thể nói là có táo rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ ở bài 11 thì mình sẽ học nâng cao thêm một chút, đó là mình sẽ thêm lượng từ về số lượng của quả táo. Ví dụ như là mình có 5 quả táo sẽ là mi càng ga y chư chữ arimas, mi càng ga y chư chữ arimas. Và các bạn nhớ cho mình nhé, đó là vị trí của lượng từ thì sẽ nằm ở trước động từ. Y chư chữ là lượng từ đúng không? Động từ quả táo là arimas, thế nên mình nói là có 5 quả táo sẽ là mi càng ga y chư chữ arimas. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết từng cách đếm một. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ học về cách đếm những vật chung. Thì mình sẽ có là số đếm cộng với chữ đúng không? Thì sẽ có một cái sẽ là hito chữ, hai cái sẽ là futa chữ, ba cái mịch chữ, bốn cái yot chữ, năm cái y chư chữ, sáu cái mịch chữ, bảy cái nana chữ, tám cái ya chữ, chín cái sẽ là coco no chữ và 10 cái sẽ là to o. Từ để hỏi cho cái phần vật đếm chung này sẽ là y cư chữ nhé. Phần này thì sẽ không có quy tắc nhớ nào nên các bạn hãy nhớ một cách thuộc lòng để mình sau này khi mình muốn đếm vật chung thì mình sẽ có nhớ được là từ 1 cái đến 10 cái sẽ đếm như thế nào nhé. Tiếp theo mình sẽ học về cách đếm những vật mỏng như là tem, giấy, phong bì hay là bao thư. Thì mình sẽ có số đếm cộng với mai. Và từ 1 cái đến 10 cái ở những vật mỏng này thì mình sẽ đếm như sau. Một tờ hay một tấm sẽ là ichimai. Hai tờ và hai tấm sẽ là nimai. Ba tờ sanmai. Bốn tờ yomai. Năm tờ gomai. Sáu tờ rokumai. 7 tờ nana mai, 8 tờ hachi mai, 9 tờ kyu mai và 10 tờ sẽ là ziu mai. Từ để hỏi cho vật mỏng này sẽ là nan mai discuss. Ở phần này thì không có gì đặc biệt đúng không? Chỉ có là số đếm cộng với mai thôi nên là rất là dễ nhớ đúng nhỉ? Các bạn hãy nhớ cho mình những vật mỏng như là tem, giấy, phong bì hoặc bao thư thì mình sẽ đếm với số đếm cộng với mai nhé. Nếu như các vật mỏng như là phong bì hoặc là bao thư thì mình đếm là số đếm cộng với mai. Thì sang phần máy móc này mình sẽ có số đếm cộng với đa nhé. Và bây giờ mình sẽ học cách đếm từ 1 cái đến 10 cái. Máy móc thì mình sẽ đếm như sau. Số đếm cộng với đa nên là 1 cái máy móc sẽ là ichi dai, 2 cái là ni dai, 3 cái là san dai, 4 yon dai, 5 cái go dai, 6 cái roku dai, 7 cái nana dai, 8 cái hachi dai, 9 cái kyu dai và 10 cái sẽ là ziu dai. Từ để hỏi trong phần máy móc này sẽ là nan dai discuss. Các bạn hãy nhớ cho mình nhé, vật mỏng sẽ là số đếm cộng với mai, còn máy móc sẽ là số đếm cộng với dai nhé. Còn những vật nói chung thì mình sẽ phải học cách đếm bằng cách nhớ thôi, không có cách nhớ nào quy định hết, nên là các bạn hãy cố gắng thuộc cái phần số đếm nói chung cho mình nhé. Sau khi đã nắm vững được cách đếm lượng từ rồi thì bây giờ mình sẽ sang mục tiếp theo, mục từ ngữ pháp thứ hai trong bài 11 này, đó là cách dùng lượng từ trong câu. Thì mình sẽ có công thức như sau: địa điểm ni, danh từ ga, lượng từ arimas hoặc là imas. Động từ arimas hoặc là imas thì sẽ được dùng phụ thuộc vào danh từ đúng không? Khi nào danh từ chỉ vật thì sẽ dùng là arimas, còn danh từ là người hoặc là động vật thì mình sẽ dùng là imas. Để có thể hiểu rõ hơn thì mình sẽ cùng nhau đi vào ví dụ đầu tiên. Bây giờ mình muốn nói là trong lớp có 7 cái bàn thì mình sẽ nói như sau. Địa điểm ở đây là lớp học đúng không? 7 cái bàn, bàn sẽ là danh từ chỉ vật, đây là mình sẽ dùng động từ đó là arimas. Lượng từ ở đây 7 cái sẽ là nana chữ. Và câu đầy đủ mình sẽ nói như sau: kyoshitsu ni chukue ga nana chữ arimas. Kyoshitsu ni chukue ga nana chữ arimas. Hey, re ni. Ví dụ thứ hai mình muốn nói là có một quả quýt, ở đây có một quả quýt. Tương tự địa điểm sẽ ở đây có một quả quýt. Vẫn quả quýt vẫn là danh từ chỉ vật nên vẫn dùng động từ đó là arimas. Ở đây có một quả quýt sẽ nói như sau: koko ni mikan ga hitochu arimas. Koko ni mikan ga hitochu arimas. Hai, chiki no re minasan e o mite kurasai. Kore wa nan desu ka?
Sanoichi desu ne. Sanoichi wa ikuchu arimasu ka? Futa chữ desu ne. Bây giờ mình muốn nói là có hai cái bàn sandwich sẽ là Sanoichi ga futa chữ arimasu. Sanoichi ga futa chữ arimasu. Sau bánh sandwich thì mình sẽ có kem đúng không? Đến các bạn cũng đến xem mình có bao nhiêu cái kem nào. Có 6 cái kem, mình sẽ nói là ice cream ga muchu arimasu. Ice cream ga muchu arimasu. Một loại quả nữa đó là quả táo. Quả táo sẽ là ringo. Ở đây có 3 quả táo sẽ là ringo ga muchu arimasu. Ringo ga muchu arimasu. Thì giờ tiếp theo mình sẽ nói về cái ghế, cũng là ghế nhưng cũng có 3 cái ghế đúng không? Ghế sẽ là isu ga muchu arimasu. Isu ga muchu arimasu. Đó là những câu nói khẳng định về lượng từ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần câu hỏi. Khi mà mình muốn hỏi là số lượng của người hoặc là vật của đồ vật thì mình sẽ có công thức như sau. Danh từ ga, từ để hỏi ở đây thì có là lượng từ đúng không? Tùy thuộc vào danh từ ở đây là người, động vật hay là đồ vật thì mình có thể có lượng từ khác nhau, đi với arimasu hoặc là imasu. Từ để hỏi đây thì có thể là lượng từ, đây là có thể là nanin, nanmai hoặc là ikuchu đúng nhỉ. Bây giờ mình sẽ cùng lấy ví dụ này. Bây giờ mình muốn hỏi là có mấy quả quýt. Có mấy quả quýt mình sẽ hỏi như sau. Mikan ga ikuchu arimasu ka? Mikan ga ikuchu arimasu ka? Quả quýt là vật nói chung nên mình sẽ dùng từ để hỏi là ikuchu. Các bạn cùng mình đến xem ở đây có bao nhiêu quả quýt đây? 2, 4, 6, 7 quả quýt đúng không? Bây giờ mình mới nói là có 7 quả quýt sẽ là nana chữ arimasu. Nana chữ arimasu. Còn quả táo đây sao? Thì mình sẽ hỏi là ringo ga ikuchu arimasu ka? Ringo ga ikuchu arimasu ka? Có bao nhiêu quả táo đây các bạn? Hitochu, futachu, michu desu ne. Michu arimasu. Chihiro ga ice cream desu ne. Ice cream ga ikuchu arimasu ka? Miyasan, michu desu ne. Michu arimasu. Có 3 cây kem. Còn mình đến xem có bao nhiêu cái bàn đây. Chikue ga ikuchu arimasu ka? Chikue ga ikuchu arimasu ka? Có 7 cái bàn. 7 cái bàn sẽ là nanachu arimasu. Nanachu arimasu. Ở phần trước thì mình đã học về cách đếm vật, cách đếm máy móc và cách đếm con người rồi. Thì bây giờ mình sẽ học thêm một cách đếm nữa, đó là cách đếm thời gian. Thì mình sẽ có công thức như sau. Đó là số đếm cộng với hậu tố, đó là jikan để đếm thời gian nhé. Ví dụ 1 tiếng mình sẽ có là ichi jikan, 2 tiếng sẽ là ni jikan, 3 tiếng sang jikan, 4 tiếng yo jikan, 5 tiếng go jikan, 6 tiếng roku jikan, 7 tiếng nana jikan, 8 tiếng hachi jikan, 9 tiếng kyu jikan, 10 tiếng sẽ là jiu jikan và 30 tiếng sẽ là nan jikan đúng nhỉ? Đó là cách đếm tiếng. Ở phần đếm tiếng này thì mình chỉ có một chú ý, đó là 4 tiếng sẽ là yo jikan chứ không phải là yong jikan nhé. Còn tiếp theo đó là đếm ngày, đếm tuần, đếm tháng và đếm năm. Thì cũng sẽ là số đếm cộng với hậu tố. Ở phần đếm ngày thì nó hơi đặc biệt một chút, đó là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 thì các số đó là không giống nhau, không có một hậu tố nào cố định cả, nên là phần đếm ngày thì mình sẽ phải học thuộc. Sang phần đếm tuần thì nó sẽ có số đếm cộng với hậu tố, đó là siêu càng. Thì dùng 1 tuần sẽ là ít siêu càng, 2 tuần ni siêu càng cũng nhỉ. Các bạn hãy cùng nhìn vào màn hình để mình cùng học thuộc nhé. Ở phần đếm tuần này thì mình có 1 tuần hoặc là tuần 1 hoặc 8 tuần thì là hậu tố có số cách đọc đặc biệt. Còn những tuần khác thì vẫn giữ như là số đếm cộng với hậu tố siêu càng thôi, không có gì đặc biệt cả. Sang bằng tháng thì mình cũng xem là tháng sẽ là hậu tố cộng với ghê chữ đúng không? Phần năm thì là hậu tố cộng với nên. Phần này thì để giải thích cụ thể trên này sẽ rất mất nhiều thời gian, nên các bạn hãy dừng video lại và check vào vở để tự mình học thuộc nhé. Và các bạn nhớ cho mình đó là ngày thì không có một hậu tố nào cố định cả. Sang tuần sẽ hậu tố sẽ là siêu càng, tháng sẽ là ghê chữ và năm sẽ là nên nhé. Chuyển sang phần đếm lần. Phần đếm lần thì sẽ có là số đếm cộng với hậu tố, đó là kai. Một lần sẽ là ikai, 2 tuần ni kai, 3 lần sang kai, 4 lần yong kai, 5 lần go kai, 6 lần rok kai, 7 lần nana kai, 8 tuần hatta
kai, 9 tuần kyu kai, 10 tuần jiu kai và 10 lần sẽ là nan kai đúng không nhỉ? Ở phần lần này thì có 1 lần này, 6 lần và 8 lần là đặc biệt, các bạn hãy nhớ cho mình nhé. Có những lần tương những lần còn lại thì chỉ là số đếm cộng với kai thôi. Bây giờ sau khi học đã đếm được số lần rồi, đã học được cách đếm số lần rồi thì mình sẽ chuyển sang cách nói tần suất. Tần suất là một thực hiện một hành động gì đó với tần suất bao nhiêu lần thì mình sẽ áp dụng cái số đếm lần đó vào câu và mình có công thức như sau. Lượng từ từ chỉ thời gian cộng với ni đi với nan kai cộng với verb must ka đúng không? Và trả lời thì mình sẽ trả lời số lần nani nani kai cộng với verb must sự. Ví dụ hey, bây giờ mình cùng nhìn vào tranh nhé. Đây là người ta muốn hỏi về gì đây? Đi xem phim đúng không? Xem phim sẽ là egao mimasu. Bây giờ mình muốn hỏi là thế một tháng bạn đi xem phim mấy lần? Áp dụng công thức bên trên sẽ là một tháng sẽ là ikage chữ ni nankai egao mimasu ka. Ikage chữ ni nankai egao mimasu ka. Bạn định trả lời là gì đây? Một tháng thì tôi đi xem phim 2 lần sẽ là ikage chữ ni nikai egao mimasu. Ikai chữ ni nikai egao mimasu. Hey, mina san iisu ka? Hey, chigi, chigi noe. Đây là một bạn nam muốn gọi điện cho bạn nữ đúng không? Hai bạn đang nói chuyện với nhau thì bây giờ mình hai bạn này chắc là đang yêu nhau, thế người ngoài người ta hỏi là thì một ngày thì bạn gọi điện cho người yêu mấy lần? Một ngày bạn gọi điện cho người yêu mấy lần thì mình sẽ hỏi như sau. Một ngày sẽ là ichi ni chi ni nankai. Gọi cho người yêu sẽ là kano zo ni denwa o kakemasu ka. Ichi ni chi ni nankai kano zo ni denwa o kakemasu ka. Bạn nam này gọi mấy lần với các bạn? 3 lần đúng không? 3 lần sẽ là sankai denwa o kakemasu. Sankai denwa o kakemasu. Một ngày bạn nam này gọi cho bạn nữ 3 lần. Chigi ryoko ni ikimasu ne. Chứ tiếp theo, ví dụ tiếp theo là đi du lịch đúng không? Mình muốn hỏi là một năm bạn đi du lịch mấy lần sẽ là ichi nen ni nankai ryoko ni ikimasu ka. Ichi nen ni nankai ryoko ni ikimasu ka. Một năm thì người ta đi du lịch mấy lần đấy các bạn? 2 lần. 2 lần sẽ là nikai ryoko ni ikimasu. Nikai ryoko ni ikimasu. Đó là những ví dụ về hỏi lượng từ của người hay là đồ vật. Bây giờ mình sẽ sang hỏi về cách hỏi lượng từ đối với thời gian thì mình sẽ có từ để hỏi đó là dono kurai. Ví dụ bây giờ mình muốn hỏi là anh chị đã học tiếng Nhật được khoảng bao lâu rồi thì mình sẽ hỏi như sau. Dono kurai nihongo benkyo shimashita ka? Dono kurai nihongo benkyo shimashita ka? Và mình nói là đã học được 3 năm rồi thì mình sẽ nói là sannen benkyo shimashita. Sannen benkyo shimashita. Ví dụ tiếp theo mình muốn nói là từ Osaka đến Tokyo thì mất khoảng bao lâu, cũng hỏi về khoảng thời gian đúng không? Thì mình vẫn dùng từ donokurai nhé. Osaka kara Tokyo made donokurai kakarimasu ka? Osaka kara Tokyo made donokurai kakarimasu ka? Mình nói là mất khoảng 2 tiếng, không chính xác. Khoảng 2 tiếng thì mình sẽ có từ khoảng là gurai ở đằng sau thời gian. Ví dụ khoảng 2 tiếng sẽ là nijikan gurai nhé. Mất đi shinkansen mất khoảng 2 tiếng sẽ là shinkansen de nijikan gurai kakarimasu. Shinkansen de nijikan gurai kakarimasu. Các bạn nhớ nhá, khi mà mình không nhớ được rõ thời gian nó là bao nhiêu thì mình sẽ dùng từ gurai ở đằng sau khoảng thời gian để nó là một khoảng thời gian nào đấy. Ví dụ thêm về gurai, bây giờ mình nói là ở trường thì có khoảng 30 giáo viên, mình không chắc chắn đúng không? Trên dưới 30 giáo viên thì một khoảng thì mình sẽ dùng khoảng 30 giáo viên sẽ là sang jiu nin gurai đúng không? Cả câu đầy đủ là ở trường có khoảng 30 giáo viên sẽ là gakko ni sensei ga sang jiu nin gurai imasu. Gakko ni sensei ga sang jiu nin gurai imasu. Thêm một ví dụ nữa, mình nói là mất khoảng 15 phút sẽ là jiu go fun gurai kakarimasu. Jiu go fun gurai kakarimasu. Tiếp theo, ví dụ tiếp theo, hãy miêu sáng eo mình tên kura dạy. Koko wa doko desu ka? Sapa desu ne. Onna no hiko wa? Người phụ nữ này thì người ta muốn đi Sapa đúng không nhỉ? Thì người ta muốn hỏi là anh chỉ đi Sapa mất khoảng bao lâu? Thì bạn trả lời là gì đây? Một tuần đúng không? Khoảng một tuần thì sẽ là isu ka gurai. Bây giờ mình hỏi nhé, anh chị đi du lịch Sapa hết khoảng bao lâu? Thì mình sẽ hỏi như sau.
Dono kurai sapae ryoko ni ikimasu ka? Dono kurai sapae ryoko ni ikimasu ka? Khoảng một tuần sẽ là isu kan gurai ryoko ni ikimasu. Isu kan gurai ryoko ni ikimasu. Hey, re ni. Bạn này thì bạn ấy đang làm gì đây nhỉ? Bạn ấy đang học tiếng Anh đúng không? Học tiếng Anh sẽ là ego benkyo shimasu. Ego benkyo shimasu. Bây giờ mình muốn hỏi là bạn đã học tiếng Anh được khoảng bao lâu rồi? Thì mình sẽ có cách hỏi với từ để hỏi dono kurai đúng nhỉ? Và mình cũng xem bạn ấy học từ bao lâu đến bao lâu đây? Từ năm 2005 đến năm 2008 đúng không? Khoảng 3 năm đúng không? Thì cả câu hỏi câu trả lời sẽ như sau. Dono kurai ego benkyo shimasu ta ka? Dono kurai ni ego benkyo shimasu ta ka? Khoảng 3 năm. Sangen kurai benkyo shimasu ta? Sangen kurai benkyo shimasu ta? Chugi. Hàng ngày thì bây giờ hỏi là hàng ngày thì bạn làm việc khoảng bao lâu? Và bạn ấy làm việc khoảng 8 tiếng không? Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều là khoảng 8 tiếng. Thì mình sẽ hỏi như sau. Mainichi dono kurai hatarakimasu ka? Mainichi dono kurai hatarakimasu ka? Khoảng 8 tiếng sẽ là Hachijikan kurai hatarakimasu. Hachijikan kurai hatarakimasu. Rồi, tiếp theo một ví dụ nữa thì mình nói là anh chị ở Nhật khoảng bao lâu? Sẽ là dono kurai ở Nhật sẽ là nihon ni imasu ka? Dono kurai nihon ni imasu ka? Khoảng 3 tháng đúng không? Bạn em ở từ tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Trong khoảng 3 tháng mình sẽ nói là sankagechu kurai nihon ni imasu. Sankagechu kurai nihon ni imasu. Hãy re sang ví dụ thứ 3 cho phần hỏi về số lần thực hiện hành động. Minasan eo mite kurasai. Ngày này người ta đang đi mua đồ đúng không? Bây giờ mình muốn hỏi là thì một tháng bạn đi mua đồ mấy lần? Mình sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Ikage chữ ni nankai kaimono shimasu ka? Ikage chữ ni nankai kaimono shimasu ka? Một tháng bạn đi mua đồ mấy lần? Bạn đi mua đồ mấy lần đây? 4 lần. Ví dụ mình muốn nói là 4 lần thì sẽ là yonkai kaimono shimasu. Yonkai kaimono shimasu. Và một cuối cùng trong ngữ pháp 71 đó là mình cùng nhau đi tìm hiểu về đá kê. Thì thường đá kê hay đi với lượng từ hoặc là danh từ. Mình có công thức đó là số lượng từ cộng với đá kê hoặc là danh từ đối với đá cộng với đá kê. Thì muốn nói đá kê có nghĩa là chỉ được dùng sau lượng từ hoặc danh từ để biểu thị ý nghĩa là không thể nhiều hơn thế hoặc là ngoài ra không có cái nào khác nữa. Ví dụ nhé, bây giờ mình nói là công ty điện power thì chỉ có một nhân viên người nước ngoài, nghĩa là không thể nhiều hơn được nữa đúng không? Chỉ có một người nước ngoài thì mình sẽ cho từ đá kê sau lượng từ hoặc là danh từ. Và phần này thì mình sẽ cho từ đá kê sau đó là chỉ một người đúng nhỉ? Mình sẽ có câu như sau. Công ty điện Bawa sẽ là Bawa Denki ni, người nước ngoài. Nihonji no Sain ga, một người. Hitori chỉ là đá kê và người sẽ là imasu đúng không? Cả câu đầy đủ mình sẽ nói như sau. Bawa Denki ni gaikoku ji no Sain ga Hitori đá kê imasu. Chị, mình muốn nói là ngày nghỉ của tôi thì chỉ có là ngày chủ nhật thôi. Chỉ là ngày chủ nhật thì đá kê là đi sau danh từ đó là chủ nhật. Thì mình sẽ nói là Yasumi wa nichiyobi dake desu. Yasumi wa nichiyobi dake desu. Chú ý là từ dake này thì thay thế cho các trợ từ đó là ố hoặc là gà nhé. Ví dụ đó là con chó của tôi chỉ thích sữa bò. Thì mình cũng có thể nói là Watashi no inu wa gimyu dake suki desu. Watashi no inu wa gimyu dake suki desu. Bình thường thì câu này mình sẽ thành, nếu không có từ chỉ thì mình sẽ phải để từ gì vào đây nhỉ? Đó là trợ từ gá đúng không? Câu này muốn nói trước kia đó là con chó nhà tôi thích sữa bò thì sẽ là Watashi no inu wa gimyu ga suki desu đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn nhấn mạnh đó là chỉ thích sữa bò thôi thì mình sẽ có đó là Watashi no inu wa gimyu dake suki desu. Đến đây thì chúng ta đã cùng nhau đi học hết ngữ pháp của bài 11 rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mong rằng các bạn hãy ủng hộ những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.